là sáng mùng 1 Tết nha cả nhà. Bây giờ gia đình mình chuẩn bị xuất phát đi nha. Trời ơi, Tini nó ăn cái gì kìa. À, nhà bông gòn. Trời ơi, nó lôi bông gòn trong cái nệm ra nó ăn. Trời ơi, miệng nó dính rồi. Trời ơi, cái này kỳ vậy, cả nhà đang đẹp rồi, bé Na nó lại nắm. Đi đi, đi đi, Na lên trước đi ngoài đi con. Mọi người lì xì nhanh quá chưa kịp quay luôn á. Dầu lỡ như biết mặt vậy. Chúc Tết chưa? Thấy nó quái nè. Đó, nó kéo cái tay lại đó, đó nó kéo cái tay mình lại. Có túi đâu? Kéo hả sao vậy? Nè, Juni cầm quay mấy ông đi con. Quay nhìn nhận mấy ông. Quay đi. Con quay đi. Đi quay đi. Đi quay đi. Đi quay đi. Ôi, đây là cái cây mé này nha. Đó, ăn chấm lớn nha con. Đó. Để xì nè Bin ơi, mang xì nè. Xì cho Ma Min nè. Anh Bin nè. Rồi cái gì à, của tắt nha. Ngồi mẹ. Cái gì là làm chị đi mua bắt ăn đó. Chịu đi. Vậy mà con rủ đi nó Đà Lạt có gì đâu đi hoài. Sợ cái này sợ. Kêu đi Đà Lạt, kêu đi Đà Lạt đi bắt ăn thủ xe đi nè. Mấy gì là bạn đi? Bốn. Cái nhỏ xanh là cái lúc đẻ bây giờ 7 tháng rồi mới gặp con ngoại lắm. Rồi kìa, hôm qua rồi muốn là mơ rồi. Ủa cái bông này bông gì đẹp quá ta. Tiết mai nè. Mẹ có cái bông tuyết mai đẹp nè. Năm nào nhà bắt mai cũng có mai lại lại đọc đồ quá thôi. Biết mai đẹp, cái tiết mai của mình mới đẹp cơ. Mai
bà hai chờ chưng cái này đẹp ha, được lâu á, liền chắc liền ấy cũng cắm chưng đẹp quá ha. Trời ơi, ơi thấy máy hay là lấy má. Nó to tự đâu luôn hả? Đâu. Nó to nó biểu diễn hả? Không chạy nữa, chích đi. Ba ơi, ba ơi. Thấy nội đi đâu về mừng lắm. Ừ, kêu nó cười kìa. Kêu nó nói cười à? Cười kìa. Em đi làm nhà mình đó. Kêu đó ảnh làm cười hay hả? Nó đập nó cho vào máy.